Vâng. Xưởng đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang xin kính chào các bác và cô chú chị ạ. Và hôm nay là buổi chiều ngày 24 tháng 4 đấy ạ. Năm 2024. Xưởng đồ gỗ Công Nhung trân trọng được chào đón anh chị Hạnh Hợp. Đó, hôm nay đi cùng anh chị có chú Tâm đây. Tâm. Rồi. Tâm này chắc chắc là thạo gỗ lắm đấy. Không, cũng chả thạo. Chẳng qua đi là rất đi cho vui. Dạ. Xây xỏi cái đồ gỗ thì là nhiều bác đi chủ yếu dạ, là đi để xem. Dạ vâng. Thì đấy chia sẻ với anh Hạnh với anh chú Tâm là ghế thì nó tùy độ đẹp, độ chun nên giá cả dao động khác nhau. Bộ thì 40-45, bộ thì 50-55 đúng không chú? Đấy chú lên thực tế đây. Lõi quá thì nó phải giá khác. Vâng. Hôm nay thì chú và anh lên rất là nhanh chóng thôi, trong vòng mấy phút thôi chốt luôn, tiền giả đủ luôn. Vâng. Một lúc nữa thì Công Nhung sẽ vận chuyển luôn trong buổi chiều hôm nay cho gia đình mình. Ở đây bộ ghế rổi chun tay cột 14 ạ. Đục dáng đào tiên, tay cuốn chân móc, bộ gồm 6 món. Anh chị Hạnh Hợp có địa chỉ tại thôn Cẩm Vực, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Cách Công Nhung là 1 tiếng 30 phút. Nhớ đi 2 tiếng. Đi cao tốc tiếng 30 phút thôi. Bắt đi Sơn Lam thì 2 tiếng thật ạ. Vâng. Hôm nay thì gia đình đã lên tham quan ủng hộ đi. Sau này về là bà con kiểu gì lại phải nhiều bộ lại trên đời. Con thấy nhiều bộ lại về đấy. Bà con hàng xóm anh em giới thiệu hộ em nhá. Dạ. Ở đây ạ, trong gian trưng bày thì Công Nhung có rất nhiều các loại sản phẩm: bàn ghế rổi chun, bàn ghế đinh chun, bàn ghế đinh hương, bàn ghế hương đá. Mọi chi tiết tư vấn đặt hàng kính mời các bác và cô chú chị liên hệ trực tiếp đến đồ gỗ Công Nhung theo hai số điện thoại là 0988 986 601 hoặc 0916 912 888. Sở đồ gỗ Công Nhung có rất nhiều sản phẩm đồ gỗ đẹp. Sau khi các bác và cô chú anh chị đến tham quan, ưng ý sản phẩm nào, mình sẽ ký nhận tất cả các chi tiết phần mộc. Sau đó sở đồ gỗ Công Nhung sẽ hoàn thiện những phần cuối cùng để bàn giao cho các bác và cô chú anh chị tận nhà trên mọi miền Tổ quốc. Ghế rổi chun tay 14 thì giá dao động từ 40 triệu cho đến 55 triệu một bộ, tùy vào độ đẹp, độ đồng đều của từng bộ nên giá cả dao động khác nhau. Và ngày hôm nay anh ơi, thay mặt đồ gỗ Công Nhung là cảm ơn anh nhé. Rồi, hôm nay về. Chú anh ra luôn nhập lại. Hẹn gặp lại gần nhất. Thế mà là từ sinh năm 8 mấy. Chú ơi, thế gọi chú sinh năm 66. À thế chú mặc đồ gọi. Anh mặc thế. Gia đình trong vợ có đây không? Đây vợ đây. À thế. Vợ này đi vắng mà. Thế mà đang bảo là nhân viên. Nhân viên thì tối ngủ với chủ. Tối ngủ với nhân viên. Rồi. Ok, cảm ơn gia đình ạ.